Kyogina cách đây một thập kỷ sẽ chẳng bao giờ mơ tới một cuộc sống như hiện tại, bên cạnh người bạn trai nổi tiếng bậc nhất là túc cầu thế giới. Kyorina của ngày hôm nay di chuyển bằng chuyên cơ riêng, được trợ cấp 100.000 đô mỗi tháng và trên tay đeo chiếc nhẫn giá trị gần 20 tỷ đồng tiền Việt. Nhưng Kyorina của 10 năm trước lại là một cô gái hoàn toàn khác, chỉ kiếm được 9,5 bảng Anh mỗi giờ, khoảng 300.000 đồng tiền Việt khi làm việc giúp cho một gia đình ở Brighton, Anh Quốc. Và trước khi bước vào video, hãy nhấp vào link đăng ký kênh thứ hai của chúng mình được đặt ở dưới phần mô tả để ủng hộ cho kênh nhé. Tình yêu luôn là thứ tình cảm tuyệt vời nhất trong cuộc đời của mỗi con người. Ở đó luôn tồn tại những âm vị cảm xúc đặc biệt, có sức lay động tới trái tim mỗi người. Ngay cả trong giới cầu thủ với đầy rẫy những thị phi, cũng đã chứng kiến không ít những cặp đôi đã trở thành biểu tượng cho một tình yêu đẹp. Và sau đây, hãy cùng điểm qua 3 chuyện tình cổ tích của các ngôi sao nổi tiếng trong làng túc cầu thế giới nhé! Murata Alice Campello. Alice là người mẫu có tiếng ở Italy. Cô còn thành công trong làng thời trang khi tạo ra thương hiệu túi xách riêng mang tên Avro. Murata và Alice kết hôn hè 2017 sau 3 năm hẹn hò. Cặp đôi trai tài gái sắc này tổ chức hôn lễ tại Venice dưới sự chứng kiến của 400 quan khách. Sau khi làm lễ tại nhà thờ, cặp đôi khiến dân tình ghen tị khi cùng nhau lướt trên chiếc du thuyền dọc theo những con kênh nổi tiếng ở thành phố. Kể về mối lương duyên của cả hai, vợ Murata từng tiết lộ: "Anh ấy tình cờ xem được bức ảnh của tôi trên Instagram, anh ấy đã tìm cách liên lạc với tôi. Giữa chúng tôi không có bạn chung nên anh ấy đã gửi tin nhắn riêng cho tôi. Đó là vào một buổi sáng khi tôi tỉnh giấc, tôi phát hiện có một tin nhắn lạ đến từ người có tên là Alvaro ngỏ ý muốn làm quen. Tôi không biết anh ấy là cầu thủ bóng đá, người đang khoác áo Juventus. Sau đó tôi đã đồng ý kết bạn, chúng tôi nói chuyện và gặp nhau sau đó. Khi tôi gặp anh ấy, tôi biết Murata nghiêm túc với mối quan hệ này. 2 tuần sau buổi hẹn hò đầu tiên của chúng tôi, anh ấy đã lái xe 8 tiếng để đến gặp gia đình tôi và trở về Turin rất muộn, mặc dù anh ấy phải tập luyện sớm vào ngày hôm sau. Điều này chỉ là một trong những ít hành động cho thấy sự thật lòng của Murata. Bạn bè của tôi đều nói với tôi rằng anh ấy đến với tôi bằng sự chân thành. Thời gian dài ở cạnh nhau, nhưng Murata vẫn dịu dàng, tình cảm với Alice như những ngày mới quen. Đến thời điểm hiện tại, vợ chồng chàng tiền đạo người Tây Ban Nha đã có 3 đứa con, bao gồm cặp song sinh Leonardo và Alessandro. Cặp vợ chồng trẻ vẫn thường chia sẻ những khoảnh khắc đời thường lên mạng xã hội Instagram. Ronaldo, Georgina Rodriguez. Từ nàng vịt bầu không mấy ai chú ý, với vai trò một nhân viên bán hàng, Georgina Rodriguez lột xác thành nàng thiên nga khi ở bên cạnh CR7, trở thành ngôi sao truyền thông đúng nghĩa. Georgina đã trở thành chân ái của cuộc đời Ronaldo khi cả hai gặp mặt lần đầu tiên năm 2016. Ronaldo khi đó đã đến cửa hiệu nơi Georgina làm việc và trúng phải tiếng sét ái tình. Việc cặp kè với một người nổi tiếng như Ronaldo là điều mà cô nàng chưa bao giờ dám mơ đến. Như một câu chuyện cổ tích, Ronaldo như chàng hoàng tử bỗng nhiên tìm được nàng công chúa của đời mình. Tuy nhiên tình yêu nào cũng trải qua thách thức và Georgina đã bị fan Ronaldo bôi xấu vì cả hai không tương xứng về gia thế. Tuy nhiên với tính cách hiền dịu của mình, Georgina đã chiếm trọn trái tim của mẹ Ronaldo là bà Dolores. Georgina còn hạ sinh cho chàng CR7 nàng tiểu thư Alana Martina, cùng với đó chấp thuận việc nuôi nấng những người con riêng của Ronaldo, bao gồm Cristiano Jr. và bộ đôi Ivan Matteo. Cuộc sống của ngày hôm nay là thứ mà Georgina chắc chắn chưa bao giờ nghĩ tới, bởi cô sinh ra trong một gia đình thuộc tầng lớp lao động ở Zaca, ngôi làng nhỏ phía nam Tây Ban Nha. Có năng khiếu vượt trội ở bộ môn ballet, nhưng cha mẹ cô, George và Anna chẳng có đủ tiền để cho cô theo đuổi ước mơ ấy. Năm 15 tuổi, Georgina rời nhà, làm việc cho một cửa hàng, kiếm được 250 bảng Anh mỗi tuần và sống trong một ngôi nhà chật hẹp cùng 5 người khác. Một năm sau, cô chuyển tới thành phố San Sebastian xin làm việc cho cửa hàng thời trang cao cấp Massimo Dutti. Để theo đuổi sự nghiệp trong ngành thời trang xa xỉ, cô hiểu rằng mình phải học tiếng Anh. Cô chuyển tới Bristol của Anh rồi làm giúp việc cho một gia đình bản địa. Sau đó 2 năm, cô trở về Tây Ban Nha, trở thành trợ lý bán hàng cho một cửa hàng của Gucci tại thủ đô Madrid. Đó là nơi cô gặp Ronaldo, chàng cầu thủ đang chơi cho Real Madrid có giá trị 300 triệu bảng ở thời điểm ấy. Cô nhân viên Gucci ngày nào được siêu sao bóng đá hàng đầu thế giới cưng chiều hết mực. Cô chăm lo cho gia đình nhỏ của mình, một nách 4 con ở tuổi ngoài 20, Georgina vẫn rất hạnh phúc.
cô nàng từng nói, điều này chắc chắn đã mang chúng tôi xích lại gần nhau hơn. Và có lẽ một đám cưới là cái kết viên mãn nhất cho chuyện tình cổ tích của cô và chàng siêu sao bóng đá nổi tiếng. Messi và Antonella Roccuzzo. Messi và Antonella trải qua hơn 20 năm yêu nhau, họ đã lên xe hoa, có cùng nhau ba con trai để xây dựng mái ấm được đồng nghiệp và cổ động viên ngưỡng mộ. Theo lời kể từ chính Messi, mối lương duyên giữa anh và Antonella bắt đầu từ năm 1996. Khi đó Messi 9 tuổi, là một trong những cầu thủ đầy triển vọng của đội bóng Odeo Old Boys. Antonella 8 tuổi, sinh ra trong gia đình giàu có và sống cùng một con phố với Messi ở Argentina. 25 năm trước, Messi đến nhà đồng đội Lucas Calia. Lucas chính là anh họ của Antonella và Messi được dịp gần gũi cô nàng. Đó là ngày cuối tuần, Antonella đến chơi cùng Lucas, Messi cũng có mặt ở đó và cậu ấy bị cuốn hút bởi Antonella, bố của cầu thủ Lucas tiết lộ. Messi gặp Antonella khi đang chơi PlayStation cùng Lucas. Antonella ở tầng trên đến hỏi Messi và Lucas liệu có cần hỗ trợ gì không. Gương mặt của Messi trong lần đầu gặp Antonella được mô tả là thất thần và đánh mất sự tập trung dù đang chơi điện tử. Năm 2000, Messi rời quê nhà sang châu Âu đầu quân cho lò đào tạo trẻ câu lạc bộ Barcelona. Khi Messi bắt đầu khẳng định vị thế của ngôi sao hàng đầu, Antonella bắt đầu mối tình mới tại quê nhà kéo dài hơn 3 năm. Sau đó, Antonella chịu cú sốc vì bạn trai qua đời sau vụ tai nạn giao thông. Năm 2007, Messi trở lại quê nhà và hay tin về sự việc đau lòng của Antonella. Tiền đạo Barca ở cạnh động viên Antonella và đây là bước ngoặt đưa cả hai đến bên nhau. Antonella cho biết cô và Messi bắt đầu yêu nhau từ ngày 20 tháng 7 năm 2007. Thời bấy giờ, Messi là hiện tượng của bóng đá thế giới, được người hâm mộ tại Argentina ví như truyền nhân của Diego Maradona. Họ âm thầm yêu nhau gần 3 năm trước khi công khai ở thời điểm World Cup 2010 diễn ra tại Nam Phi. Là một siêu sao sân cỏ có tiền và danh tiếng, Messi dính đến không ít những cáo buộc lăng nhăng về tình cảm. Riêng Antonella hiểu anh và luôn biết cách giải quyết tốt đẹp những rắc rối. Messi đã trải qua nhiều khó khăn trong sự nghiệp, từ những chấn thương cho đến các thất bại, nhất là với đội tuyển quốc gia Argentina, rồi dính cáo buộc trốn thuế và bị tuyên án tù. Chính Antonella và các cậu con trai đã giúp Leo đứng vững trước sóng gió để tiếp tục tìm kiếm những điều ngọt ngào mới cho bản thân cũng như gia đình. Có thể thấy, bấy nhiêu đó thôi cũng đủ khiến cho vợ của Messi trở thành đệ nhất phu nhân trong thế giới bóng đá rồi. Hiếm có cuộc tình nào kéo dài như vậy trong những ngôi sao bóng đá cả. Các bạn nghĩ như thế nào về chuyện tình tuyệt đẹp của các siêu sao bóng đá trên thế giới? Thật đáng ngưỡng mộ đúng không nào? Và video của chúng tôi đến đây là kết thúc. Đừng quên đăng ký kênh để chúng tôi có thêm động lực để ra những video chất lượng hơn nhé. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.